cười ngất với nam em thị phạm Khánh Vân tạo dáng kiểu đung đưa. Gia nhập hội các mỹ nhân trong hành trình Việt Nam Vay Nót, nam em tiếp tục khiến đồng đội và khán giả cười ngã nghiêng với độ lầy lội hết nách của mình. Trong tập phát sóng tiếp theo của Việt Nam Vay Nót Đi Việt Nam Đi, nam em top 10 hoa hậu Việt Nam sẽ là nhân tố mới tạo điều bất ngờ trong hành trình của các nàng hậu. Nam em sẽ thế chỗ của Á hậu Mâu Thủy trong đội Non Lá cùng với Khánh Vân và Hương Ly và cùng trải nghiệm vùng đất cố đô Huế. Trong hành trình này, chính người đẹp của ba đội chơi Nón Lá, Khăn Rằn và Quay Thao sẽ cùng sức thực hiện thử thách tạo dáng chụp ảnh áo dài trước kinh thành Huế. Giải câu đố vui và tham quan tìm hiểu danh thắng tại vùng đất lịch sử này. Sự xuất hiện của nam em gần như chiếm sóng của dàn hoa hậu. Cô nàng liên tiếp thể hiện phong cách lầy lội của mình với những màn đối đáp hài hước. Đỉnh điểm ở thử thách tạo dáng chụp ảnh với áo dài, cô nàng còn khoe luôn đẳng cấp tạo dáng bất chấp hoàn cảnh của mình. Tiếp theo đó, khi nhiếp ảnh gia đề nghị một trong mấy người đẹp giữ giùm cây đèn để chỉnh dáng đứng cho hậu Khánh Vân, nam em nhanh nhảu chạy tới hỗ trợ khi đang thực hiện. Diện nguyên cây đầm dạ hội, cô nàng cần lấy lý do. Em thích vịnh, em cần một điểm tựa để năn nỉ Hương Ly nhường cho nhiệm vụ hỗ trợ vịnh đèn. Khi Khánh Vân đang tập trung tạo dáng cùng biểu cảm khuôn mặt thì nam em bất ngờ cất tiếng hát. Cả nguồn sóng một chốc thu bé lại rồi tạo dáng thẳng đứng dọc trên thân cây đèn, không quên kèm theo câu nói hài hước. Cầm đèn cũng tạo kiểu được nhà đừng đùa với chị. Sau đó cô còn gây thú vị bất ngờ trở thành đạo diễn, tạo dáng, nhiệt tình chỉ bài cho Khánh Vân. Cái tay xích vô một xíu, đung đưa xíu cho nó mê muội, rồi gật rù tỏ vẻ hài lòng đúng rồi khi Khánh Vân thực hiện theo đúng ý muốn của mình. Màn thị phạm của nam em khiến cả ekip chụp hình phải bật cười, lắc đầu vì quá lầy lội. Với cá tính rất riêng này, nam em sẽ mang đến một không khí vui nhộn cho cuộc thi tài của người đẹp trong tập 7 Việt Nam Vay Nót. Chào mừng quý vị và